Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2024. Em là chủ kênh nhà vườn Cường Hiền lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bước chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của nhà vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn An Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những cái đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu bệt lâm tâm như. Chậu này thì một mầm gốc thôi nhá, một mầm gốc ngọn đang đi rất là khỏe rồi. Đấy, mẹ già đây. Mẹ già thì vẫn còn nguyên các bác nhá. Đấy, mẹ này nó còn đang nứt hết mắt rồi này. Đấy. Cái đơn hàng số 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 1. Mặt bông thì em có để ở phía góc bên trái màn hình để các bác cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng cố hương các bác nhá, 5 cánh trắng cố hương. Một trong những dòng 5 cánh trắng mà các bác biết là trước đây thì số lượng kỳ nó rất là ít và giá thành nó còn rất là cao. Cái này nó là mầm gốc 52 các bác nhá. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay đó là hai cái mầm gốc của 5 cánh trắng thiên đăng các bác nhá, 5 cánh trắng thiên đăng. Cái đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là 3 kỳ 5 cánh trắng bảo duy các bác nhá. 5 cánh trắng bảo duy. Chậu này thì các bác sưu tầm về để làm chậu nái được luôn. Đấy, ba cái mầm gốc rất là đẹp. À, em xin lỗi, ba cái kỳ rất là đẹp các bác nhá. Cái này sang năm là các bác được một bụi bảo duy luôn, một bụi to luôn đấy ạ. Cái đơn hàng số 4 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 1.200.000 đồng cho đơn hàng số 4. Các bác sưu tầm cái chậu này về là làm chậu nái được luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bảo duy. Chậu này thì nó đang nhú ba cái mầm gốc các bác nhá, nhú ba mầm gốc ạ. Đây là một mầm này. Đấy, và bên này hai mầm các bác nhá, hai mầm đây. Hai mầm này. Đấy, đang nhú rồi. Đấy, nhú hai mầm các bác nhá. Đây một cái mầm nó nằm ở phía dưới dưới. Đấy, một mầm đây. Đấy, chậu này tổng ba mầm gốc này, một mầm lỡ này. Đấy, mẹ già này, cái mẹ già này về các bác khai thác nhá. Đây, mẹ già rất là béo và rất là mập luôn. Cái đơn hàng số 5 này em chia sẻ cho các bác với giá là 1.200.000 đồng cho đơn hàng số 5. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bảo duy. Chậu này thì nó hỏng mầm gốc và nó ra kỳ trên thân các bác nhá. Ra kỳ trên thân. Đây nó được một cái kỳ này rồi. Và nó đang nứt thêm một cái kỳ này. Đấy, và một cái mắt trên này nữa. Cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 6. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay một chậu 5 cánh trắng bảo duy. Chậu này một mầm gốc các bác nhá, một mầm gốc nhưng mầm gốc rất là đẹp. Rễ rất là khỏe. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 1 triệu đồng cho đơn hàng số 7. 1 triệu đồng. Một cái chậu bảo duy rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác biết là cách đây khoảng vài tháng thôi. Khoảng tầm 2 tháng thôi. Những cái chậu như thế này lúc đấy là phải khoảng tầm 4-5 triệu nha các bác nhá. 4-5 triệu lúc đấy vẫn đang đo sen luôn. Bây giờ gần như là nó về với giá trị thực của cây rồi. Nên là những cái mặt bông đẹp này các bác sưu tầm 1-2 chậu về các bác làm chậu nái làm giống. Buổi chơi sưu tầm sau đó thì nhân giống chia sẻ. Và hết cái đơn hàng số 7 này là hết 5 cánh trắng bảo duy. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay đó là một chậu nái bệt trà gừng các bác nhá, một chậu nái bệt trà gừng. Chậu này thì ba mầm gốc. Ba mầm gốc rất là đẹp, rất là đều. Cái này thì được một kỳ trên thân. Đấy, bên này vẫn còn thân già rồi nhá. Vẫn còn thân già, cái này về các bác làm kỳ được luôn. Đấy, mẹ già từ năm trước đây. Rất béo, khỏe, mập, vẫn còn nguyên luôn. Những cái này về các bác khai thác. Chậu này thì sang năm là về là các bác ngắm hoa luôn. Cái đơn hàng số 8 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 1.400.000 đồng cho đơn hàng số 8. Một chậu bệt trà gừng rất to và đẹp các bác nhá. Cái này thì số lượng thì không có nhiều đâu ạ, rất là ít thôi. Đấy nên là các bác mà sưu tầm về làm giống rồi thì ngắm hoa, sưu tầm những cái chậu nái như này rất là hợp lý. Em chuyển qua đơn hàng số 9.
Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một kỳ 5 cánh trắng SH các bạn nhé. 5 cánh trắng SH. Cái kỳ này là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, rất là khỏe và đẹp. Cái đơn hàng số 9 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay là một kỳ 5 cánh trắng SH, kỳ cắt khúc, rễ thì rất là khỏe đẹp rồi có nhá. Cái đơn hàng số 10 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 10. Và hết đơn hàng số 10 là hết 5 cánh trắng SH. Các bác xem ở trên video mà nó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349581888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một gửi qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là một chậu nữ hoàng 28. Đấy, một chậu. Chậu này thì có 3 mầm gốc các bác nhá, 3 mầm gốc, nhưng mà các bác nhìn mầm gốc của nó này. Cái mầm gốc phải gọi là siêu to luôn rồi nhá, mập khỏe đẹp luôn. Ngọn đang đi phà phà. Và chậu này đang nụ rồi nhá. Đây ạ, đang rất là nhiều nụ đây. Vừa nụ vừa kỳ các bác nhá. Đây ạ, kỳ đây. Đây ạ, nụ đây. Đấy, thân này nụ đây các bác nhá. Đấy, vừa nụ vừa kỳ. Và 3 mầm gốc, 3 cái mầm gốc này phải gọi là siêu to luôn các bác nhá. Cực kỳ là to đẹp luôn. Cái đơn hàng số 11 này, cái này thì em có một chậu thôi, chia sẻ các bác cô chú anh chị mình về ngắm hoa năm nay làm tác phẩm sang năm. Em chia sẻ với giá là 650.000 đồng cho đơn hàng số 11. Đấy, mầm gốc này các bác nhá, mầm này cuối năm về 1,5 m luôn. Ngọn này. Ngọn đang đi phà phà luôn. Đấy, ngọn nào ngọn đấy này. Đây là đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay là một chợ một kỳ 5 cánh trắng người đẹp không tên các bác nhá. Kỳ cắt khúc. Ươm, rễ rất là đẹp rồi, rễ cực kỳ đẹp và khỏe rồi. Cái đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 12. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay là một kỳ 5 cánh trắng người đẹp không tên. Kỳ cắt khúc các bác nhá, cắt khúc ươm. Đấy, các bác nhìn này, ngọn lá mở đi rất là nhanh các bác nhá. Cái đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng cho đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay đó là một chậu bệt võ tòng. Chậu này hai mầm gốc thôi nhá, hai mầm gốc. Mẹ già đây, mẹ già này về các bác khai thác. Cái đơn hàng số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 14. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay là một chậu bệt võ tòng. Chậu này một mầm gốc và một mẹ già. Cái đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay là một chậu bệt võ tòng. Chậu này một mầm gốc nhá. Đây, con còn lớn hơn cả mẹ luôn. Mầm gốc rất là khỏe. Cái đơn hàng số 16 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay là một chậu bệt võ tòng, một mầm gốc và hai mẹ già. Mẹ này về các bác vẫn khai thác kỳ được. Đây ạ, mầm gốc đây. Cái đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng. 120.000 đồng cũng là đơn hàng số 18, một mầm gốc và một mẹ già. Cái video ngày hôm nay thì em lên 50 đơn hàng nên là nó sẽ hơi dài. Nên là các bác thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn những đơn hàng ưng ý nhất và phù hợp nhất. Và hết đơn hàng số 18 này là hết bệt võ tòng. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay đó là một chậu kiều phi yến các bác nhá, kiều phi yến. Chậu này thì một mầm gốc, đây ạ, mầm gốc rất đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn. Và một măng kỳ đây. 2 4 5 kỳ. Đấy, 5 kỳ này, 5 kỳ rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là khỏe. Cái chậu này thì về các bác để cái kỳ ra dễ này, các bác cắt như này, 5 cái kỳ này các bác xuống một chậu và các bác nuôi cái mầm gốc này một mình một chậu luôn. Được hai chậu. Cái này thì có một chậu duy nhất thôi, em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 19. 5 cánh trắng kiều phi yến các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay thì đó là một chậu hồng 27. Hồng 27 hay gọi là hồng hòa bình các bác nhá. Sai hoa, dòng thân thủ này, thân rất là to, mập đẹp, mầm gốc đây ạ. Đơn hàng số 20 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 230.000 đồng cho đơn hàng số 20. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay là một chậu kiểu em xin lỗi, một chậu hồng á hậu các bác nhá. Hồng á hậu, chậu này một mầm gốc. Nhưng mà mầm gốc rất là to, mập, khỏe đẹp và một thân hoa. Đấy, chi chít nụ luôn. Để các bác về ngắm hoa năm nay. Cái đơn hàng số 21 này em chia sẻ cho các bác với giá là
80.000 đồng cho đơn hàng số 21. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay là một chậu hồng Á Hậu, một mầm gốc và một thân hoa. Đấy, một mầm gốc và một thân hoa. Đấy, đang rất là nhiều hoa để các bác về ngắm hoa. Hồng Á Hậu này là một trong những cái dòng hồng mà rất là sai hoa và nó là cái dòng thân thủ luôn các bác nhé. Cái đơn hàng số 22 này em chia sẻ cho các bác giá là 250.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay là một chậu hồng Á Hậu, hai mầm gốc và một thân hoa. Này nó có 4 nụ hoa các bác nhé. Cái đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay là một chậu hồng Á Hậu, một mầm gốc. Đây các bác này, mầm gốc này. Một mầm gốc nhưng mà cái mầm gốc của nó rất là to nhá, rất là to và rất là khỏe. Dễ đang ra rất là nhiều đấy ạ. Và cái chậu này thì nó được một cái bông hoa bói đầu ngọn này. Một cái bông hoa bói này, hoa rất là to nhá. Cực kỳ là to luôn. Đấy. Cái đơn hàng số 24 này em chia sẻ cho các bác với giá là 270.000 đồng cho đơn hàng số 24. Em chuyển qua đơn hàng số 25. Đơn hàng số 25 ngày hôm nay, chậu này một mầm gốc. Một mầm gốc các bác nhá. Một mầm gốc. Cái này các bác có điều kiện có thể sưu tầm 2-3 chậu về các bác ghép thành một cái chậu nái. Một mẹ nuôi một con ấy bao giờ nó phát triển tốt hơn là một mẹ nuôi 2-3 con. Cái đơn hàng số 25 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 25. Em chuyển qua đơn hàng số 26. Đơn hàng số 26 ngày hôm nay nó một chậu hồng xé xanh. Chậu này thì một mầm gốc, mầm gốc đi rất là khỏe các bác nhá. Mầm này tầm 40 cm rồi và một mẹ già. Đây ạ, mẹ già thì có một ki trên thân. Cái đơn hàng số 26 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 26. Em chuyển qua đơn hàng số 27. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng, hồng xé xanh các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 130.000 đồng. Đấy, một mầm gốc này, hai mầm gốc này. Cái mầm này lá này nó bị cái con gì nó cắn các bác nhá. Chậu này thì có một cái nụ về các bạn ngắm hoa. Đấy, 130.000 đồng cho đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn hàng số 29. Đơn hàng số 29 ngày hôm nay thì đó là một chậu nái hồng xòe xanh 3 mầm gốc. Chậu này các bác về làm chậu nái tác phẩm sang năm ngắm hoa này, 3 mầm gốc. Cái đơn hàng số 29 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 30. Đơn hàng số 30 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng mắt trâu, mầm gốc 52 các bác nhá. Mầm gốc đang đi ngọn rất là khỏe và đẹp. Đơn hàng số 30 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 31. Đơn hàng số 31 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng mắt trâu. Đấy, mầm cũng là mầm gốc 52 luôn các bác nhá. Mầm gốc 52 đang đi rất là đẹp rồi. Cái đơn hàng số 31 này em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho đơn hàng số 31. Em chuyển qua đơn hàng số 32. Đơn hàng số 32 ngày hôm nay đó là một chậu mít. Cái mít này thì em trông nó rất là giống cái mít hồng trần các bác nhá. Trông rất là giống luôn nhưng mà cái này nó bị mất tem mác rồi. Mất tem mác ở đây. Các bác nhìn này. Nó tròn từ dưới gốc lên đến ngọn luôn. Đấy, mầm gốc đây. Mít rất là giống với mít hồng trần các bác nhá. Cực kỳ giống luôn. Cái đơn hàng số 32 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 32. Cái này các bác về ngắm thân lá đã đẹp rồi. Mùa hoa này các bác ngắm hoa, quanh năm ngắm thân lá các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 33. Đơn hàng số 33 ngày hôm nay đó là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này có 3 mầm gốc các bác nhá. 3 mầm gốc đang đi ngọn rất là đẹp và rất là khỏe. Cái đơn hàng số 33 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng. Và cái 5 cánh trắng bạch tuyết này thì là một năm nó đẻ 3 lần. Nên cuối năm ấy là các bác có những cái bới bạch tuyết siêu to luôn. Và cái bạch tuyết này thì hoa của nó rất là đẹp các bác nhá. Hoa của nó cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, đơn hàng số 33 280.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 34. Đơn hàng số 34 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này cả to nhỏ là 4 mầm gốc. Đấy, 4 mầm gốc có nhá, một bụi luôn. Và rất còn rất là nhiều mẹ già đây, mẹ già các bác về khai thác. Cái đơn hàng số 34 này em chia sẻ cho các bác với giá là 320.000 đồng cho đơn hàng số 34. Em chuyển qua đơn hàng số 35. Đơn hàng số 35 ngày hôm nay đó là một chậu nái 5 cánh trắng bạch tuyết, 2 mầm gốc có nhá. Hai mầm gốc này rất là đẹp luôn. Cái đơn hàng số 35 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 35. Em chuyển qua đơn hàng số 36. Đơn hàng số 36 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này 3 mầm gốc các bác nhá, 3 mầm gốc. Chậu này là các bác về đến cuối năm sau 3 lần đẻ ít nhất là nó phải được tầm khoảng 8-9 mầm gốc.
có nhiều thì nó phải tầm mười mấy mầm gốc. Và khi những cái này thân ngọn thì các bác đều có thể làm hoa được luôn. Cái đơn hàng số 36 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 36. Em chuyển qua đơn hàng số 37. Đơn hàng số 37 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết, một mầm gốc rồi nhá, một mầm gốc, nhưng mà mầm gốc đây, các bác nhìn mầm gốc này, một mầm nhưng mầm này rất là to nhá, rất là to lực. Cái đây mẹ già đây, mầm gốc 53, mẹ già 51, 52 còn nguyên. Cái đơn hàng số 37 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 37. Và hết đơn hàng số 37 này là hết 5 cánh trắng bạch tuyết. Em chuyển qua đơn hàng số 38. Đơn hàng số 38 ngày hôm nay đó là hai chậu hồng bồng lai. Bồng lai này thì em còn ít thôi nên là bán giá chia sẻ nó cho các bác cô chú anh chị mình sưu tầm về làm giống. Chậu này thì mỗi chậu là có một mầm gốc và chậu này có một ki trên thân, ki trên đầu ngọn, ra rễ rất là khỏe rồi. Về các bác cắt xuống chậu. Cái đơn hàng số 38 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 160.000 đồng cho đơn hàng số 38. Em chuyển qua đơn hàng số 39. Đơn hàng số 39 ngày hôm nay thì combo gồm có hai chậu. Chậu này là chậu cửu long cao phong rồi nhá, cửu long cao phong. Dòng thân thủ cánh bầu hoa bay 24 giờ không nghỉ đấy ạ. Và chậu này là chậu hồng á hậu, cũng là dòng thân thủ luôn. Hai cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 39. Em chuyển qua đơn hàng số 40. Đơn hàng số 40 ngày hôm nay đó là một chậu hồng mỹ nhân. Chậu này hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc vẫn đang đi ngọn. Mỹ nhân này là cái dòng xuân nên là nó sẽ thắt ngọn sớm nhất trong tất cả các dòng phi điệp. Và cái dòng mỹ nhân này rất dễ hoa, 17 20 cm đều có thể ra hoa được luôn. Và hoa mỹ nhân thì các bác biết là rất là bay và rất là đẹp luôn. Cái đơn hàng số 40 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 40. Em chuyển qua đơn hàng số 41. Đơn hàng số 41 ngày hôm nay cũng là một chậu hồng mỹ nhân. Chậu này cũng là mầm gốc 53 các bác nhé. Cái đơn hàng số 41 này em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 41. Em chuyển qua đơn hàng số 42. Đơn hàng số 42 ngày hôm nay là một chậu hồng mỹ nhân. Chậu này hai mầm gốc và một ki trên thân. Cái đơn hàng số 42 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 43. Đơn hàng số 43 ngày hôm nay là một mầm gốc hồng mỹ nhân rất là đẹp các bác nhá. Đây mẹ già năm ngoái đây. Năm ngoái chỉ 3 40 cm già hoa hết rồi. Đấy, cái dòng này rất dễ hoa các bác nhá. Cái đơn hàng số 43 này em chia sẻ cho các bác giá là 100.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 44. Đơn hàng số 44 ngày hôm nay thì là combo hai chậu hồng á hậu các bác nhá, hai chậu. Hai chậu này thì các bác về ghép chung thành một chậu. Các bác chơi tác phẩm. Đây ạ, và cái thân này thì nó có ra được một cái hoa đây. Đấy, mặt bông của hồng á hậu đây. Môi trái tim các bác nhá, cánh bay này. Rất là đẹp. Hai cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 44. Em chuyển qua đơn hàng số 45. Đơn hàng số 45 ngày hôm nay đó là một chậu hồng tiểu điệp. Chậu này thì một mầm gốc thôi nhá, một mầm gốc. Cái đơn hàng số 45 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 45. Em chuyển qua đơn hàng số 46. Đơn hàng số 46 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng anh cả các bác nhá. Chậu này 4 mầm gốc. Cái đơn hàng số 46 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 46. Chậu này các bác là chậu nái 5 ngắm hoa quá đẹp luôn. Hoa của 5 cánh trắng anh cả thì các bác biết là bông của nó thì rất là bay, rất là thơm và đặc biệt rất là sai hoa, dễ hoa các bác nhá. Cái đơn hàng số 46. Em chuyển qua đơn hàng số 47. Đơn hàng số 47 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng anh cả. Chậu này 4 mầm gốc các bác nhá, 4 mầm gốc. Cái đơn hàng số 47 này em chia sẻ cho các bác với giá là 220.000 đồng cho đơn hàng số 47. Em chuyển qua đơn hàng số 48. Đơn hàng số 48 ngày hôm nay, cái chậu này thì hoa tùy duyên các bác nhá, hoa tùy duyên. Chậu này thì rất là nhiều mầm gốc này. 2 4 6 7 mầm gốc các bác nhá. 8 mầm gốc này. Mẹ già đây. Mẹ thì vẫn còn nguyên, cái dòng này nó xuống lá muộn nên chưa ra hoa. Cái này các bác về ngắm hoa nhá. Cái đơn hàng số 48 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 48. Em chuyển qua đơn hàng số 49. Đơn hàng số 49 ngày hôm nay thì đó là hai chậu hồng yến thủy các bác nhá, hai chậu hồng yến thủy. Hai cái chậu này ấy, thì là các bác lấy là em sẽ nhấc ra. Các bác em nhấc ra và về các bác trồng lại thành một chậu nái. Đây ạ, chậu này thì em chỉ tính hai mầm gốc thôi. Hai mầm này thì vài nữa nó đẻ thêm lỡ thì không tính nhá. Tính hai mầm gốc mầm này. Chậu này hai mầm tổng 4 mầm. Cái đơn hàng số 49 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 49. Em chuyển qua đơn hàng số 50. Đơn hàng số 50 ngày hôm nay thì đó là hai chậu 5 cánh trắng HO.
hai chậu này tổng là 4 mầm gốc thôi nhá, 4 mầm gốc. Cái này lấy các bác lấy là em cũng sẽ nhấc ra và về các bác trồng lại. Cái đơn hàng số 50 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng. Thì tính ra là có 25.000, 25.000 một mầm gốc thôi nhá. Mà mầm gốc này gần 40 sen rồi, ngọn này, ngọn đang đi phà phà. Đấy, ngọn đang đi phà phà rất là khỏe. Đấy là đơn hàng số 50 các bác nhá. Và cái đơn hàng số 50 này thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.